Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc sống của chúng ta, chắc hẳn không bao giờ tránh khỏi những khó khăn và tai họa thình lình ập đến. Thậm chí, chúng có thể xảy ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Điều này khiến chúng ta cảm thấy vô cùng đau khổ. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chẳng có ai có thể hiểu được nỗi đau của chúng ta. Và giờ đây, nhóm Nẻo đường yêu thương chúng con xin mời cộng đoàn cùng dõi theo bước chân cha Phaolô Nguyễn Văn Thường đến thăm một hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Xin Chúa nâng đỡ, an ủi. Nắng rất là chưa nghỉ à ba? 12, sắp 12 giờ rồi đã, con đã nấu cơm chưa? Vâng. Anh cha đã sơ đói lắm rồi, để con được có cơm chưa? Con nấu cơm chưa? Đi làm rồi. Nấu một đống cháo làm thế này. Ừ. Ấn thiệt. Còn đi được không ạ? À? Vâng. Đâu bà có bà nấu nồi cháo khoai à? Đây cháo một nồi cháo đây ạ. Ồ. Hôm nay là cả trưa nay ăn sáng đến chiều luôn. Khoai hay cái gì mà nó hay là cá khoai hay bí đỏ đó, bí ngô đó, bí ngô. Bí ngô. Đông bữa trưa của bà đó. Nhưng mà cháo là sao nó giống cơm mà cơm. Thì rất không được cháo. Cơm ướt ướt ấy, không phải chứ. Ngồi đây chơi thì đang để bạn ừ. Bà ơi, ngồi chúng ngồi nói chuyện ghế để mà bà đang đã đến không bà. Bà vừa đi nắng về bà đang ngồi để cho bà nghỉ, nhưng con thấy bà thở không có được. Thở không ra hơi nữa đây này. Thở không ra hơi mà cứ đi tìm ghế nên cháy là đang nằm có bị bệnh. Tô đang bị bệnh. Tim rồi hả? Bệnh tim. Không không mong không mà có tội con mày. Ừ. Mình không làm cho cái mà ăn con cái đâu hết thì mà có một mình. Nghe được đôi cuốn dây bao nhiêu chia, cuốn rơi hào rồi. Ồ. Em làm dưới 10 á. Ừ. Dưới 10 thế là chồng thì chồng không biết được, bố đi lấy vợ khác. Ồ, vậy à. Sao nó có một mình, ừ. Không làm, không có cái chi mà ăn. Ừ. Làm khổ. À. Có bệnh gầy còn, bệnh tim. Bệnh tim, bệnh phổi này, bệnh tiền đình này. À. Con cái cháu thì nhắm nhìn thấy tóc bà thì bạc hết rồi, nhưng mà mặt thì đang còn như thế này. Hôm nay là 60. 60 mà tóc à. Ý là đi mổ từ 50, 25 tuổi. Bắt đầu là đi mổ cái u rồi họ cắt mất dạ cuồn đi con bia đúng không? Lớn rất mà láo ạ. Ừ. Cháu sinh bệnh ra nhiều mà không làm thì không có cái chi mà. À. Vậy là đẻ được một đứa con rồi năm... đẻ được một đứa con rồi gửi vô nhà trẻ rồi. Gửi vô nhà trẻ rồi không may cháu nó rớt xuống nước. Vâng. Rơi xuống ao chết đuối. Ồ. Vợ đi búa đến lấy vợ khác. Ừ. Một ngày cứ tự tử ăn. Ồ. Sinh bệnh là. Ừ. Khổ lắm. Chờ. Ừ. Nhà thì chờ đường ngõ cứ tôn cao lên nhà. Vâng. Nhà thấp như vậy. À. Một bảng ngoài vườn sắp dạ. 12 giờ trưa đến giờ mà đang còn chân tay đang còn máu rồi. Một cơm nồi cháo thì cơm giống cháo có một ngày cả vậy thì làm sao mà người nó khỏe được à? Có làm như vậy còn làm đó trồng cây con trồng cây đó đúng không ạ? Trồng thơm rồi đào thơm rồi mồ rồi mấy cô hành đó là trồng cái gì thì ăn cái đó đúng không? Cái này bán được đồng nào? Hôm nay khổ lắm chẳng có mày nữa gì không lại báo chợ tháng mấy đồng con được tiêu được không ạ? Chỉ đủ được ăn sáng đi bao giờ thí dụ bữa ôm thì đi điện để làm sao một tháng là cái đó này nhá tôi thân lắm. Tức là sinh được có một đứa thôi bị cắt đúng không? Bị cắt cho nên là không có sinh được nữa rồi, nhưng mà không may là một đứa con duy nhất thì lại bị rớt xuống nước xuống ao là bị chết đuối rồi, chồng thì lại bỏ đi lấy vợ khác rồi.
Thì bây giờ bà chỉ ở có một mình như vậy thì suy nghĩ nhiều cho nên là sức khỏe nó cũng ảnh hưởng, bây giờ đủ mọi thứ bệnh tật. Đúng là có bao nhiêu cái khổ rồi bà gánh hết rồi còn. Không ai đi lấy chồng. Các sơ này cũng sợ đi lấy chồng khổ nên các sơ đi tu hết đây này. Đây là các cha với các sơ bên nhà thờ. Dạ vâng ạ, đi tu thì như cha là không có lấy vợ, dạ như các sơ đây thì không có lấy chồng. Thì chắc chắn là chúng con cũng may mắn hơn bà một chút. Đó là không chịu cái nỗi khổ, ý là mất chồng mất con như vậy. Không phải ở sống một mình mà còn có chị em đây. Thì rất là thông cảm thông với cái nỗi khổ mà bà đang chịu. Thì hôm nay chúng con đi thăm bà đó. Rồi các sơ không có gia đình cho nên là coi mọi người là gia đình của mình. Cho nên mặc dù bà đây không phải là người bên đạo, nhưng mà các cha các sơ cũng coi như là người nhà của mình. Cho nên là hôm nay là đến để thăm và giúp đỡ bà nhé. Rồi. Rồi hôm nay đến thăm bà thì có một thùng mì gói cho bà nhé. Rồi thùng mì gói cho bà với lại có một cái lọ dầu gió đây này. Cái này quý lắm cái này. Cái dầu gió đây là cái dầu của Singapore nhưng mà xuất sang Mỹ rồi từ Mỹ là gửi về Việt Nam để giúp đỡ cho bà nhá. Rồi đó là quà của cô Quy ở bên Mỹ đó. Rồi giúp cho bà một lọ dầu đó, rồi là một ít tiền đó. Đây là tiền của cô Quy này, tiền của cô Hằng này qua trung gian của hội bác ái Ai Lazaro. Rồi tiền của vâng, tiền của cô Mến ở trong Sài Gòn, trong Đồng Nai, Sài Gòn nhá. Rồi đó là 3 triệu đồng cho bà nhá. Rồi giúp đỡ cho bà để mua thuốc nhá. Rồi. Rồi. Mới trả ra được tôm đi cái gì thì cũng cô đơn đi tu giống cái sơ cô đơn mà nhà thì buồn mà rồi thì tu ông đạo nặng cũng vừa nặng cái màu thân điện nó căng một vừa căng chao của các bạn đạo đến mai cũng cỡ ngừ luôn không cũng mà lại mai đấy thì mua được cái điện nhá. Rồi, hôm nay các trai em sẽ giúp nó yêu đã bằng cắm cháo mà làm này cắm cơm rồi vậy thì nay các trai hỗ trợ nghệ khuyên nhân hỗ trợ tiền đấy, mai bà mua được cái điện mới nhá để cắm cơm cho nó dễ. Ông bị sao ông? Dạ. Ông bị làm sao? Không nâng được. Không nâng được ạ? Hơn 1 năm rồi. Không. Vậy rồi. Ông đau khớp à? Dạ. Cả hai bị hơn 5 trời, tháng 7 năm ngoái, con đầu bị sao? Mặt đâu phải mặt hai tay. Bây giờ hai tay thì ông không nâng được, không cứu được. Ba hai đầu gối. Rồi cũng đau nhức quanh năm ngày tháng, rồi cũng đau tật triền miên. Vâng. Thì hai ông bà thì cũng rất là thấy đau quá. Vâng. Đứa con trai thì lại có 3 đứa cháu là bị ngộ độc máu. Ồ, vậy à? Cho nên là nó cũng rất là hoàn cảnh. Vâng, vâng. Quanh năm viện. Chứ ông năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Dạ. Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? 66 rồi. 66 rồi. Vâng. Chứ 66 rồi, 56 mà. Chứ ba đứa cháu thì nó bị làm sao? Ngộ độc máu à? Máu phun trong mũi phun ra cứ nắng như là ngào là phun ra. Chảy nằm máu đây. Ồ, vậy à? Năm cái bệnh viện. Đi năm bệnh viện nên. Cái này 2 năm. Vâng. Chứ là vài uống thuốc ngoài, thuốc nhà làng thì đó. Vâng, vâng. Dạ. Đứa 10 tuổi, đứa 8 tuổi. Vâng. Còn cái thằng thứ 3 thì cái đầu tiêm cái thoại à. Vâng. Đây không bị rộng.
cài gồi như vậy. Vâng. Dạ tôi vất vả quá, cái đời hải nằm tôi chạy cá nghiệp. Vâng, thế... và sạt nghiệp rồi chứ, một người bệnh người cũng đã sạt rồi, bây giờ ba đứa sạt nghiệp rồi như vậy. Ừ. Thì đấy còn ông bà ở đây, cái nhà này nó cũng lụp sụp nha. Vâng, cũng đều như chết rồi, thân đi rồi, thân mặt ra ngoài, không cũng khoa nào. À. 42 năm trời tôi làm cái nhà 42 năm rồi. Ừ. Chứ bây giờ không có đủ tiền để mà xây mà sửa cái gì nữa hết. Không có muốn tân ca sửa sang xây lại nhà mới không? Thì đâu phải tùy cấp tiền tùy cái chứ còn. Tùy cấp chứ. Ai cũng muốn cái nào họ mong muốn lắm nhưng mà khả năng thì không thể được à. Thuốc là thuốc. Đúng đâu bình thường. Ba nhà ba thì không làm được. Thuốc khác mà thuốc khác. Đúng rồi, không ốm không không ốm không đau làm giàu mấy chốc đấy. Đúng vậy. Vâng. Cũng cha muốn cái gì làm gì cả. Mỗi người mỗi mạnh thôi. Vâng. Ai cũng sướng cả, ai khổ cho. Đúng rồi. Quân đã làm. Chú bị dành thôi cứ sướng nhường cho người khác cái khổ mình chịu lấy. Vâng. Nhân nhân nếu được và đẹp lòng Chúa thì cũng gia đình cũng rất là mong được xuống chăm sóc, quan tâm và hỗ trợ để có thể có được cái ngôi nhà cho nó đảm bảo mình hơn. Hai ông bạn vừa là già yếu rồi ốm đau bệnh tật quanh năm, rồi con cái cháu chắc thì lại cũng bệnh tật nữa, và cả có ba đứa cháu thì đều phải đi bệnh viện quanh năm. Ồ, vậy à. Rất là vất vả. Mưa thì nhà này tôi gọi là khách sạn mấy cả nghìn sao thì nghìn sao con không cần phải coi ông nhà nhưng làm trong nhà là biết rồi đó, đó thì cao cả thôi. Cái tay ông như vậy làm sao mà ông trèo lên mái nhà ông đi tát thì thế là không có ai làm đâu, không ai làm cho không nhà cửa đi lẽ là con cũng phải mặc quần áo chưa nên mỗi mô con chứ không mặc quần áo chưa tôi ông tôi mặc rồi để tôi đi lẽ ông đi lẽ bà cứ đi ở nhà tôi quanh ông cửa quanh ông ở nhà ông mặc nóng mồ nên tôi ông mô con đi lẽ cũng phải mặc quần áo đó. Bây giờ là ông không mặc được quần áo rồi, tự mặc quần áo cái tay vậy đó. Ông vừa qua chứ ăn con một phải đút là ăn cái vệ sinh nói chung là con mặn hết. Ồ, bà mặn hết cho ông á. Nó có cái này, mỗi hai chân công này là tốt này, chân như này không có làm chi được một ngày nữa. Đúng không? Cứ đi, ông chân thì con thì khóc là không. Cái nào thì tay mà nhận được hàng, không nâng được thôi. Ông ơi, hôm nay là có trà sứ nhá, trà rượu đó. Rồi đây trà thường các sơn nữa đến thăm ông bà nhá. Rồi cũng có ít quà cho ông bà, có ít tiền. Với lại có một cái lọ dầu xanh, dầu gió đó từ bên Mỹ gửi về cho ông nhá. Dầu xanh của cô Kim Quy. Còn tiền đó là của cô Hằng ở bên Mỹ khoa hội Ai La Giao giúp đỡ cho ông bà nhá. Trong cái lúc khó khăn này, hy vọng rằng qua cái video clip này thì có người thương ông để mà giúp cho ông bà sửa lại cái nhà nhá. Cái mái nhà con che nắng che mưa nhá. Rồi cảm ơn ông bà, cảm ơn cô Quy đã cho ông giàu, cảm ơn cô Hằng đã giúp đỡ cho ông ít tiền nhá. Rồi mấy tiền thì vâng, cảm ơn hội bác ái Alago đã luôn đồng hành cùng với Caritas Thanh Hóa để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Xin Chúa chúc lành trả công với hỗ trợ tất cả quý vị. Thì để mình xét thế sao? Để phá đâu? Ô, lực chân, lực chân. Chân. Đi đây. Đấy, mình chi này. Đứng đây, lông này. Có đi được không? Có đi được. Thử đi coi ta quen. Để anh tự đi coi. Không, anh đi vậy đấy ạ. Anh đi anh. Hai chị em à? Hai anh em. Hai chị em, chị đó anh ra ngoài đây còn nào. Đi ra ngoài đây chắc. Ồ.
Dạ. Chứ chị năm nay bao nhiêu rồi? Thưa cha là con là 44. Ừ. À. Chứ vậy là đây là em trai của chị. Anh bị như thế này từ lúc ba từ nhỏ. À, hai chị em cũng bị từ nhỏ. Giờ bây giờ bà là nuôi hai người con này. Vâng. Con đang ở nhà. Ừ. Thì hai người này có làm ăn được cái gì không? Không làm được cái gì cả nhà. Vâng, có bà nuôi thôi. Anh đang đi quét lần chân thấy rồi quét người đường rồi. Ừ. À, siêng lắm nha. À, vậy là siêng lắm. Chị làm gì? Và hôm nay thì có các cha, các sơ, các ông ban hành giáo đến thăm bà nhá, thăm mẹ con nhá. Thì có gạo cho bà này, có gạo, có mì, có quả, có các cái thứ. Được không? Rồi, không bê được rồi. Thôi được rồi, bê cho bà bất tâm ý. Rồi. Người có ít tiền nữa cho mẹ con nhá. Mua cái gì thì mua. Mua những cái cần thiết trong gia đình nhá. Vâng, tiền gạo đó là của các ân nhân. Ông Nguyễn Văn Kim của các ân nhân của Cao Tát Sanh Hóa nữa. Giúp đỡ cho mẹ con nhá. Vâng. Vâng, để các cha các sơ cầu nguyện cho bà nha, các ông là cầu nguyện cho bà. Bây giờ cha mới cũng tí tuổi thôi mà mắt cũng kèm nhầm. Đọc tin mừng thì cứ chữ tác ra chữ tộ thôi. Đọc hàng trên thì nó cứ nhảy xuống hàng dưới. À, bà cầu nguyện cho cha, mắt cho cha được sáng nha. Ừ. Rồi. Rồi, xin chúc chúc lành cho công bội hậu cho tất cả quý ân nhân. Hết lòng cảm ơn. Tôi là Cao Trường, giám đốc cai tác của giáo phận Thanh Hóa cùng với Hải Sơ, Sơ Viện, Sơ Hưởng. Hôm nay đến bệnh viện Nhi để trao những cái xuất quà yêu thương của chị Thiên Hương, chị Anna Nguyễn tại thành phố Đà Lạt. Cùng cảnh sát giúp đỡ cho bệnh nhân Nhi có hoàn cảnh rất là khó khăn. Đây là cái số tiền 2 triệu đồng. 2 triệu đồng chúng tôi sẽ giúp đỡ cho cháu bé này để cho gia đình có điều kiện để chữa bệnh cho con. Và bây giờ thì xin con chào. Xin chào tất cả các đồng chí. Kính chị Thiên Lê, đây là khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Những em bé mà nằm đây là những em bé có hoàn cảnh rất là khó khăn. Không những thế mà các em bé cũng có những bệnh tật rất là hiểm nghèo và phải cần sự chăm sóc rất là đặc biệt của các y tá cũng như của các bác sĩ. Vì vậy mà người thân không thể vào trong đây được, đây là môi trường vô chủ. Vì vậy mà chúng cha giám đốc cũng như tất cả chúng em đến đây để trao cái tình yêu thương của chị đến cho gia đình các cháu và nhất là cho các bé, để cầu mong cho các bé có thể được gặp thầy, gặp thuốc, có thể khỏi bệnh tật và trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình, của cha mẹ. Thì chúng em rất là cảm ơn chị Thiên Hương đã luôn đồng hành cùng Caritas Thanh Hóa chúng em và nhất là luôn dành tình yêu thương cho các bệnh nhân Nhi. Xin Chúa trả công bội hậu và ban nhiều sức khỏe cũng như sự may mắn đến với gia đình chị. Tại một lần nữa thì chúng em xin cảm ơn chị Thiên Hương rất nhiều ạ. Xin cảm ơn các bác sĩ. Vâng. Xin kìa, có biết cái gì đâu mà xin này. Xin à? Ô, mang kẹo theo. Xin cái gì? Ba, được, nhà nào? Nhà ăn thịt tôm không? Bà có sang nhà ai không? Ai, con nhà ai? Ai nào, con nhà ai? Cái đưa vào trong. Vâng, chào bà nhé. Cháu vẫn nhận được xây nhà đấy. Nhà biệt thự nhận được đấy. Nhà 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 n
Được rồi, cái ống nghe, cái ống nhìn xin tiền nhá, nhìn thấy túi nhá, xin tiền nhá, nhà đấy, nhà đấy, nước xong rồi, nước xong rồi, nhà nước xong rồi, nhà nước mà cứ phải nghe ông á, vừa đi có tí mà ông, vừa đây được mày, dạ, không, ông có ngủ ngồi tìm kiếm rồi, giường ở đây thâu, giường đến đây cả, đúng rồi, đúng rồi, hết các cái hết rồi. Đúng là chỉ có bà với Nê được ông ấy nha. Vâng. Chứ vậy là cô vừa đi đâu về? Vừa nghĩ thay nhậu nghĩ tưởng là nó lấy khung về để kiếm mấy cái khung mà đan đâu. Chẳng đan hả? Ừ, mà không có. Nó chiều nó mới đi. Ngay nha, cho quà cho thì đúng không? Tiền. Đây đâu là chị thích tiền không? Vâng, bọn nhà xin cái gì? Bọn yêu tiền gì đâu mà. Tiền thì cắt tóc. Thôi, tiền cắt tóc. Cắt tóc chưa? Khoe nào đấy? Chưa, ừ. Chưa? Khoe ra. Ông bắt đầu ăn đâu ông khoe này. Ông cứ nằm xong giả vờ này, cứ cho nằm vào đưa đi tôi rồi cắm sau nhưng bịt mặt đâu không để cái hốc này bị lòng ra. Đây là cái gì? Đây là gì? Đưa cho bà đấy. Đưa đưa cho bà để bà. Đưa vào mồm, đưa vào mồm là mua. Đây. Đấy là cái gì đấy? Chỉ là đưa cho. Cái này chỉ vào mồm là mua cái cái. À mua đồ ăn, mua đồ ăn. Đưa. À, đưa tiền cho bà để bà đưa ông đi cắt tóc. Đi cắt tóc. Ừ. Đúng không nha? Đó. Ừ. Ồ vậy. Ai đây có biết ai đây không? Bây giờ tôi nhận ra ai không? Vân 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 rồi hôm nay là sơ nhiệm quà, đây là quà của bác Kim, bác Nguyễn Văn Kim ở tiểu bang Quang Tân. Hôm nay có mang quà đến này nha, có mì tôm này, có gạo nha, có miến ở trong đây nữa này, có nước mắm ba làng nữa nha, để nấu ăn nha, nấu ăn sáng đây phải cầm rồi ạ. À, xin tiền. Rồi. Bữa nay có đi cắt tóc được không? Khăn rồi nào lau 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 đấy tính ai không là để ấy. Thôi được rồi, không sao. Đừng có bịt. Kệ cứ để ông tùy nhân đi. Xin chào hạ rồi. Bà ơi, hôm nay là có gạo, có mì, có miến, có đấy của ông Nguyễn Văn Kim nhá. Vâng. Ở bên Mỹ, ở Washington, từ bang Washington giúp đỡ cho hàng bà nhá. Vâng. Với lại cũng có một ít tiền á. Cái tiền đó của các ân nhân của Khai Thác Sinh Hóa nhá. Vâng, vậy thì tôi vâng. Cũng cảm ơn cha, phải cảm ơn những người đỡ đây không? Ừ. Vâng. Chứ gì chăm ông nữa thì có vất vả không? Dạ, thì mấy giờ nó quen này cha. Ừ. Ông ấy thì hôm qua họ cứ hỏi thăm bảo cũng như trẻ con vậy, ông nào có khi ông rồi. Ông ấy dưới thì một tay gối vào tà đầu ông, một tay ở mâm mít là con ô nó lên trên đầu giường vậy, còn bây giờ thì nếu không ví dụ mà ông không may ông nằm ra bên ngoài không ấy và giờ thì một tay ấy đỡ đầu với cái gối một cái chân thì lại phải đan với cái tay cho ông vào đấy đấy nó lại chiếu ông bị hả chiếu bị hả hết á chiếu thì bị rồi đó nghịch lắm nha. Hôm nay là ông bị ít nhà còn mọi ngày anh lê dãi cả nhà luôn. Ô vậy à. Vâng, đây này chiếu những cái kia con năm rồi. Đấy, nó cười, đang cười. Đi này. Đúng là như con nít vậy đó. Đấy, cười. Đấy. Nhưng mà ông bị lâu chưa? Nhưng bây giờ cũng 18 năm này. 18 năm. Vâng, 18 năm. Rồi. Vẫn không được, còn 5 năm rưỡi là không rong được đấy này. Không đi lại, vẫn đi được. Bây giờ không rong được. Rồi vậy bà trong 18 năm qua bà vẫn cứ kiên trì bà bác đâu á? Vâng. Bác Thanh Giá. Bảo thôi thì cũng chẳng biết có phải thành giá không hay đạt. Cái việc của chứ mình làm là cứ làm vậy thì vâng. Ừ. 18 năm rồi, vất vả bao nhiêu công sức. Đấy. Có một mình. Chưa thành giá có nặng không? Dạ. Có nặng không?
chắc có lẽ thì cũng vẫn là còn nhẹ chứ như chú ấy thì vác nặng lắm. Thành ra của chú còn nặng. Thành ra là thành ra của chú ấy như vậy là chú vác đi thuốc. Đi thuốc cũng được. Còn mình đi đói nữa. À. Còn đây thì thấy ra đây thì chỉ lúc nào mà... cứ vác một lúc rồi, vâng. Mà khi mà mệt rồi thì bỏ xuống. Vâng. Rồi nghỉ ngơi. Vâng. Rồi lại vác tiếp nhé. Chúng ban cho bác cái ơn đặc biệt chứ thực ra bác 18 năm thì không phải khỏe béo bác 18 năm đây thì cũng không phải là nhẹ đâu ạ. Nhưng mà vẫn tin tưởng và chú vẫn còn nói là nhẹ hơn là cái giá của chú thì 18 năm đấy chạy thầy chạy thuốc đấy mà chỉ được có vậy thôi nha. Tới được rồi, đến thăm hai ông bà nhá. Thì có quà của ông Nguyễn Văn Kim ở tiểu bang Quang Trung Tân, có quà có tiền của các ân nhân của ca sát Thanh Hóa nhá. Rồi chúc cho bà khỏe để bà vác thanh giá đi chăm ông nhá. Cảm ơn các sâu để ông cô xin hứa chúc các cha thì các sơ rất đi để được nhiều chỗ nữa để mà giúp được nhiều người nữa không có đây tiền đó là cho ông cắt tóc nhé mua gì cho ông ăn nhé mua cái ăn đi cắt tóc hết sao được con chỉ mua cái kéo mấy nghìn vậy bây giờ con đi cắt cũng không ai cắt cũng phải nửa với cắt nửa với cắt được ông ấy nằm nằm thì cái cắt này xong rồi đào cho ông nằm quay ra cửa sổ mở cửa sổ cứ cắt cái dòng tóc này lúng vất ra ngoài này vậy giờ vợ cứ lấy cái tay bịt thì ông không biết làm cứ cắt ông bác phải thợ cơ đưa đi thợ cơ vậy mà đưa đi thì thợ có thợ nào cắt cho được vâng. Thưa quý vị, hôm nay ban bác ái Caritas của giáo phận Thanh Hóa đến xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa để khánh thành bàn giao cái căn nhà tình thương này cho gia đình của anh Hà Văn Thương. Đây là một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, rất là khó khăn, mà trước đây chúng tôi đã có dịp để đến thăm thì thấy được cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, cho nên là Caritas Thanh Hóa đã kêu gọi các ân nhân giúp đỡ để xây nhà tình thương cho họ. Và đến ngày hôm nay thì cái căn nhà tình thương đã được xây dựng xong và chúng tôi đến để mà khánh thành và bàn giao cho họ. Ở đây là mặt tiền của căn nhà. Căn nhà rất là khang trang, đẹp đẽ. Đây là phòng khách của căn nhà. Đây là phòng khách. Đây là phòng khách. Phòng khách rộng. Và đây là một phòng ngủ thứ nhất. Và đây là phòng ngủ thứ hai. Ở dưới đây là phòng ăn. Bếp phòng ăn. Khu vực nhà vệ sinh thì bên phía ngoài, đây là bể nước, đây là phòng tắm thì chưa xong, mới tạm vậy, đây là phòng vệ sinh.
cũng chưa xong, chúng ta sẽ hoàn thiện sau. Một cái công trình khép kín, gồm có phòng bếp, phòng ăn, và không những xây nhà mà thôi, các ân nhân của Caritas Thanh Hóa còn tặng cho gia đình một bộ bàn ghế. Đây là bộ bàn ghế của anh Ngô Đức Đạt, anh Ngô Đức Đạt và anh Nguyễn Văn Duy là những người đã luôn cộng tác với Caritas Thanh Hóa để tặng giường, chiếu, bàn ghế cho các gia đình. Thế là anh Ngô Đức Đạt và anh Nguyễn Văn Duy. Đó là một bộ bàn ghế và đây là giường, một bộ giường đây nè, cũng là quà của anh Ngô Đức Đạt và anh Nguyễn Văn Duy. Nhà mới, giường chiếu mới, bàn ghế mới, cái gì cũng mới hết. Cái giường rất là đẹp, gỗ sồi đã, có cọc màn đã. Không những giường mà thôi mà cả cọc màn nó cũng đạt tiêu chuẩn quốc tế đấy. Đấy. Và cái căn nhà này được tài trợ bởi hội Cross Catholic Outreach, hay là Catholic Cross Outreach, là một hội ba gái từ thiện bên Hoa Kỳ là tài trợ để cho chúng tôi xây nhà tình thương cho các gia đình nghèo. Không những xây nhà, nhà thì phải đầy đủ tất cả các hạng mục, mà còn hỗ trợ về cái cần câu nữa, tức là hỗ trợ về con trâu con bò để cho gia đình có cái điều kiện để mà sinh sống. Thì đấy là cái căn nhà do hội Catholic Cross Outreach. Đây là một gia đình dân tộc người Thái sống xung quanh là đồi núi như vậy. Chào các bà nha, các bà là người Thái nha. Vâng, hôm nay thì tôi Caritas Thanh Hóa đi chào cái căn nhà tình thương này cho gia đình của anh Hà Văn Thương. Vậy thì các bà là những người trong gia đình họ hàng bà con, vậy thì cảm tưởng của các bà như thế nào? Tôi cũng xin thay mặt, tôi là thím họ. Thím họ đó. Vâng, tôi cảm ơn các cha, các sư, với lại các mạnh thường quân giúp đỡ cho con, cho cháu được căn nhà, được chỗ che nắng che mưa. Vâng, tôi rất xin cảm ơn và xúc động được có cả giường, bàn ghế. Vâng, tốt cả chiếu cho các cháu có nơi trú nắng trú mưa. Vâng, tôi không biết nói gì hơn cả. Tôi xin chân thành cảm ơn các cha, với lại các mạnh thường quân, vâng, các bác tân, các nhà xây dựng giúp đỡ gia đình cháu. Đến nay trở đi thì cháu có chỗ che nắng che mưa đi vào đây, rồi có giường, có bàn ghế, có nhà, gia đình họ hàng tôi xin cảm ơn. Vâng, vâng, tôi chúc mừng bà nha. Rồi bây giờ xin mời bà nha. Đây là trang phục của người Thái nha, váy hơi đẹp đấy. Đây là bà nội. Vậy bà nội có đôi điều phát biểu cảm tưởng ngày hôm nay khi mà con cháu mình nó có được cái nhà đẹp như vậy, xin mời bà. Dạ, mình là xin cảm ơn các bác, các sư, các tại ơn. Nhưng mà tính là còn tôi không có nơi chủ, nhưng mà các bác, các sư, các cảm ơn các bác tất đi làm cho nhà cho con. Cho con thôi, có nhà ở thì tôi rất cảm ơn. Rất cảm ơn, rất vui đúng không? Dạ, rồi, xin mời chị có đôi lời. Tôi thì bà thím. Bà thím. Thím ruột. Thím ruột đó. Thì xin cảm ơn cha với sư với các bác tân. Đến đây làm nhà, làm cửa cho các cháu có nơi
chú mưa chú nắng vẫn thôi còn cảm ơn cha sơ các bác, tôi không biết nói gì cả, biết cảm ơn. Chứ bây giờ mà cái nhà mới này nó so với cái nhà cũ thì nó có khác không? Dạ vâng, có khác. Khác một khác một trời một vực cái chứ nhà. Tự nhiên đang yên đang lành thì lại có người đến để mà xây nhà cho mình, cái nhà đó là đẹp. Cái nhà mà cách đây mấy tháng đâu có dám mơ ước đến đâu. Rất yên tâm, các cháu có nơi trốn mưa trốn nắng và nồi chứa bọn tôi đi mua cùng cháu. Yên tâm được nhớ đến các cháu các con ở nhà. Đó, thì hôm nay thôi thì chúc mừng bà nội rồi các thím, các cô các thím nhé. Dạ, chúc mừng gia đình. Đây là gia đình của Hà Văn Thương đây này, hai bố mẹ với lại hai đứa con. Chúng ta thấy nhìn người của họ cũng ta biết là cái hoàn cảnh gia đình nó là như thế nào rồi. Trước đây chúng tôi đến thăm gia đình này thì thấy nghèo lắm, khổ lắm, thì thương cho nên là làm nhà cho. Bây giờ nhà cửa đã rất là khang trang đẹp đẽ, nhà ngôi nhà trong mơ đó, nhà mà đang để khi giờ thì sẵn ở đây để mai kia có điều kiện thì sẽ trần đó. Rồi hai vợ chồng hôm nay có nhà mới như vậy thì có vui không? Vui thì sao nào, nói đôi lời nào. Cảm ơn các ta và các sơ và bác Tân đã giúp đỡ cho cháu. Cậu cháu cũng không biết nói gì, cháu cũng chỉ biết cảm ơn thôi. Biết cảm ơn nha. Rồi còn chồng nói vài lời. Xin cảm ơn cha sơ với Tân với đồng với cô Thơm, với các ân nhân, với tất cả các ân nhân là thương giúp đỡ gia đình nha. Không biết nói gì cả nhưng mà có vui không? Quá vui đấy chứ nha. Cách đây mấy tháng đâu có dám mơ được là ngày hôm nay mình có được cái căn nhà như vậy đâu, đúng không? Đúng là không thể tưởng tượng được ngày hôm nay mình lại có tất cả như vậy. Một căn nhà mà đầy đủ, có giường chiếu mới, có bàn ghế mới, có nhà vệ sinh, có nhà tắm, có nhà bếp, nhà ăn, có hai cái phòng ngủ liền, có giường chiếu, bàn ghế rõ đẹp, có bàn thờ đây cũng đẹp nữa này. Đó, thì từ nay thì chúc cho gia đình tìm được cái niềm vui, niềm hạnh phúc trong gia đình này nhé, trong cái mái ấm, cái mái nhà này nhá. Rồi, thì nhất là phải biết ơn anh Ngô Đức Đạt này, anh Nguyễn Văn Duy này đã tặng bàn ghế, tặng giường chiếu cho mình. Rồi hội Catholic Cross Outreach đã tài trợ cho mình cái nhà này nhá. Biết ơn ông Tân, người vất vả chạy ngược chạy xuôi, tổ thợ đó, ô Thơm. Rồi rất nhiều người đã lo lắng cho gia đình của mình. Phải cố gắng nhá. Cố gắng từ nay mình vươn lên trong cuộc sống nhé. Tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc trong cái căn nhà này. Hôm nay Ủy ban Bác Ái Caritas của Giáo phận Thanh Hóa cùng với tôi là Linh Mục Paulo Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Caritas của Hai Sơ, trong văn phòng Caritas, ông Tân là Cộng tác viên của Caritas Thanh Hóa, cùng với chị Thơm. Rồi hôm nay có các chính quyền địa phương của xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cùng về đây để chào cái căn nhà tình thương này cho anh Hà Văn Thương. Đây là một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Và trước đây chúng tôi có dịp đi thăm gia đình này thì thấy cái cuộc sống quá cơ cực trong một cái ngôi nhà thì nó tồi tàn rách nát, cho nên chúng tôi đã kêu gọi các ân nhân giúp đỡ. Và ngày hôm nay thì cái căn nhà tình thương này đã được xây dựng xong, nên chúng tôi về đây để khánh thành và bàn giao cho gia đình. Vậy thì trước hết thì xin mời đại diện của chính quyền địa phương có đôi lời phát biểu trong cái buổi trong nhà ngày hôm nay. Xin mời. Vâng, thì nhà thưa các vị lãnh đạo của cơ quan báo đài, thay mặt cho lãnh đạo địa phương thì hôm nay chúng tôi có ông chí chủ tịch và tôi là Lâm, chủ tịch mặt trận tổ quốc xã, thì được về chứng kiến của lãnh đạo của cơ quan báo đài chúng ta về
để thấy được cái hoàn cảnh của các cái hộ gia đình khó khăn nói chung và đặc biệt là đối với thương hôm nay thì đã đầu tư xây dựng giúp đỡ cho cái nhà. Và chúng tôi đến được chứng kiến việc giao nhà và cũng hết sức là xúc động. Thay mặt cho lãnh đạo Hương cũng như là nhân dân và đặc biệt là đối với gia đình Hương rất trân trọng cảm ơn và đánh giá cao cái tinh thần giúp đỡ của cơ quan Bắc Ái đối với địa phương. Thì thực chất mình nói là đối với địa phương thì các cái gia đình nằm trong cái hoàn cảnh khó khăn như thế này thì cũng đang còn rất nhiều chứ không phải là một trong những này. Và đối với chủ trương của Đảng Nhà nước thì chúng ta cũng đang tích cực kêu gọi tất cả các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và các người hỗ trợ, đặc biệt là cái hộ nghèo với hoàn cảnh khó khăn của nhà ở. Đây là một cái chủ trương lớn mạnh nữa và được Bác Ái nhìn đến và đã tổ chức chúng tôi hết sức là trân trọng. Tuy nhiên là trong cái tinh thần này thì cũng có cái đề nghị để tiếp tục được mong muốn hỗ trợ cho địa phương đối với các cái hộ khó khăn. Vì vậy trước khi có những các cái chương trình này thì mong muốn là địa phương cũng được muốn biết để phối hợp và giải quyết để làm sao đó có cái điều phối các cái hộ khó khăn theo cái trình tự ưu tiên để được trước và nó không trùng ghép với các cái. Bây giờ là rất nhiều các cái cơ quan tổ chức cũng muốn hỗ trợ, chúng ta không có cái điều phối thống nhất thì nhiều hộ thì phải có cái chồng chiếu, tổ chức nào cũng muốn nhìn vào này, bởi vì ta là những người nhìn nhận càng khó thì ta càng muốn đầu tư càng muốn giúp, mà ai cũng nhìn vào một cái hộ khác lại không có điều kiện để hỗ trợ, cũng mong muốn này. Lần nữa là xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn nhiều các đồng chí, mong muốn gia đình thì có cái ngôi nhà này thì chúng ta tiếp tục phát huy cái thứ tư hưởng lấy cái này để làm động lực, lấy cái này cũng vậy để chúng ta xây dựng gia đình để nó phát triển hơn nhiều, cũng là một cái không phụ lòng của đối với cơ quan này. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn chủ tịch mặt trận của xã, thì cũng cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để đoàn Bác Ái Caritas của tòa Đông Mục Thanh Hóa được thì cái sứ mạng của mình đó là đến với những người nghèo, những người bất hạnh ở trong xã hội, đặc biệt là gia đình của anh Hà Văn Thương ở đây. Xin cảm ơn ông Tân là người mà rất là vất vả, hy sinh, chạy ngược chạy xuôi để lo lắng mọi sự cho cái công việc thi công căn nhà này. Cảm ơn chị Thương là người đưa tới chúng ta tận đến gia đình này. Cảm ơn anh Ngô Đức Đạt và anh Nguyễn Văn Duy đã tặng bộ bàn ghế cũng như là giường chiếu cho gia đình của anh Hà Văn Thương. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã góp công góp sức để xây dựng những cái căn nhà tình thương này. Và bây giờ xin mời đại diện gia đình có đôi lời. Cảm ơn. Vâng, xin mời. Thì trọng thương hôm nay cũng thì cảm ơn các cha, các sư, các mạnh thường quân giúp đỡ cho cháu Thương có cái ngôi nhà, có bàn ghế, có giường, có chiếu, có bếp, có nhà tắm, nhà vệ sinh. Tôi thì cũng không biết nói gì hơn. Thì cảm ơn các mạnh thường quân và cảm ơn bác Tân, chạy người chạy xuôi và chị Thương. Đây có cả chủ tịch xã và đảng trưởng thôn đến tham dự. Rồi tôi thay mặt gia đình tôi cũng xin cảm ơn, tôi không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn và cầu chúc cho gia đình tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc ở trong cái căn nhà này. Và đây là cũng là cái động lực để cho gia đình cố gắng để vươn lên nhé. Bây giờ mọi người, chính quyền địa phương cũng như là các nhân thường giúp đỡ cho gia đình có được cái cơ ngơi này rồi á, thì bây giờ mình yên tâm để rồi mình an khang, an cư lạc nghiệp trong căn nhà này. Và đây là cái động lực để mình vươn lên trong cuộc sống nhé. Từ nay vợ chồng chúc cho vợ chồng được khỏe mạnh để nuôi dạy cho con cái cũng như là làm ăn để mình lo cho cái mái ấm gia đình của mình mỗi ngày được hạnh phúc hơn. Và bây giờ chúng ta cùng một tràng pháo tay để cảm ơn chúc mừng. Cảm ơn các kính thưa quý vị, hôm nay ban Caritas của giáo phận Thanh Hóa về giáo họ Tân Thành, giáo xứ Phong Ý để đi trao học bổng cũng như là các cái xe đạp
sách bút, các cái đồ dùng học tập cho các em nhỏ tại giáo họ Tân Thành. Giáo họ Tân Thành là một giáo họ sống ở dưới sông, và đây là dòng sông Mã chảy qua địa phận Thanh Hóa. Dòng sông Mã là sông lớn nhất của tỉnh Thanh Hóa, và ở tại nơi đây cũng đang còn những gia đình còn sống ở trên thuyền, trên dòng sông này. Và cuộc sống ở trên thuyền như vậy thì rất là khó khăn về mọi mặt, về đời sống kinh tế, cá tôm cạn kiệt, rồi lũ lụt, thiên tai lũ lụt xảy ra hàng năm, rồi đói nghèo, rồi bệnh tật, và nhất là các em thì thất học. Bây giờ thì các em, đa số các em thì được đến trường, nhưng mà những người lớn tuổi hơn thì không, thường là không biết chữ. Còn bây giờ thì các gia đình cũng cố gắng để cho các con em đến trường đi học, nhưng mà điều kiện kinh tế khó khăn cho nên là cũng rất là khó để cho các em đi học đến trường nếu không có sự giúp đỡ của người khác. Và đặc biệt là cái nguy cơ mà rủi ro các em bị rớt xuống sông chết đuối rất nhiều. Nên là hôm nay Caritas Thanh Hóa về đây để trao những cái suất học bổng, những cái dụng cụ học tập cho các em, để động viên tinh thần, để cho các em có thêm động lực để học tập tốt. Trời, bác ấy mồ hôi mặt đỏ để chào vỗ tay vào để cho thơ mát tí đỡ rồi nha. Rồi cho nó bây giờ những bạn nào học cấp 1 giơ tay cho coi. Từ lớp 1 đến lớp 5. Phía xa xa kia là nhà thờ do sư Phong Ý. Bên kia xong. Đứng cái giơ tay thế không được giơ. Nhà thờ sứ. Nào đây là nói nào, cha bảo cho bảo. Bây giờ cha sẽ giới thiệu lại. Hôm nay là sáng ngày Chủ nhật, ngày Khánh Lịch Truyền Giáo, và chúng con giáo họ Tân Thành được hân hoan chào đón cha Phaolô Nguyễn Văn Thường, chủ tịch ủy ban công tác của giám mục cùng với quý sư và các thành viên trong ban. Và chúng con chào đón quý ban của cha các anh ạ. Vâng, kính thưa cha, đây là các em học sinh giáo họ Tân Thành thuộc vùng vùng sông nước. Mỗi khi mà mùa mưa lũ đến thì chúng con cũng phải khó khăn vất vả, bởi vì liên quan đến cuộc sống, rồi liên quan đến cái học tập của chúng con nữa. Và hôm nay chúng con rất vui vì có sự hiện diện của quý cha quý sư mà đã tiếp tục là đang tập vòng tay tiếp nối bàn tay để đến với giáo họ Tân Thành chúng con. Chúng con được thiện đón chào cha và cha tập tâm đến giáo họ chúng con. Chúng con rất cảm động và cảm ơn tấm lòng của quý cha cũng đã kêu gọi quý ân nhân từ phương xa để giúp cho chúng con có thêm được điều kiện để chúng con học hành tốt hơn, để sau này tương lai của chúng con mở ra nhiều hơn. Xin quý cha, quý ân nhân, quý sơ tiếp tục thêm lời cầu nguyện cho mỗi học sinh chúng con. Và chúng con kính chúc quý cha, quý sơ, quý ban thành viên của Caritas, đặc biệt là quý ân nhân ở phương xa, sức khỏe, bình an, niềm vui và tràn đầy hạnh phúc cho Chúa. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Thôi cha chào các con nhé, các con cho cha một tràng pháo tay để chúng ta chào nhau nhé. Hôm nay có cha là cha Thường, có ngày sơ bên Caritas của giáo phận Thanh Hóa, hôm nay cũng cha với đại ca sơ rất là vui mừng về đây để gặp chúng con ngày hôm nay, ngày Chủ nhật, ngày Thánh nhật Truyền Giáo, đúng không? Hôm nay thì các cha các sơ về đây để đem theo cái món quà của các nhân để gửi tới chúng con nhân dịp năm học mới. Và cha cũng biết rằng là cuộc sống của chúng con ở nơi đây đa số cũng còn đang lênh đênh trên dòng sông của dòng sông Mã này. Rồi cuộc sống rất là khó khăn, cho nên là các con đến trường thì cũng gặp nhiều cái sự khó khăn, bởi vì gia đình của chúng con còn đang nghèo. Chính vì thế cho nên là hôm nay cha cũng như các sư về đây để đem cái sự trợ giúp của các ân nhân
sẽ gần gửi tới tất cả chúng con ngày hôm nay. Và bây giờ thì sơ nhiệm sẽ nói cho chúng con biết kết quả hôm nay là những gì và ai là người tặng quà cho chúng con ngày hôm nay. Xin mời sơ nhiệm, chúng ta cho sơ nhiệm một tràng pháo tay. Và hôm nay thì các cha giám đốc rồi cha Vinh và quý sơ đến với đây, thì là đầu tiên thì sơ nhìn thấy các bạn thiếu nhi ở đây là rất là ngoan, rất là dễ thương nữa. Vì vậy bà xin mời bàn tay của các con để khen các con một tràng pháo tay nào. Hôm nay cha giám đốc và quý sơ mang quà đến cho chúng con được kết nối bởi Hội Tri Ân Foundation qua trung gian là chị Quỳnh Hoa, chị Hoàng Dung và chị Vân Nguyễn, đến từ các bạn thiếu nhi của nhóm Lizio Maria Junior, mà có hai chị Trân Nguyễn và chị Lucy Hiền Phạm đặt trưởng. Các bạn đấy cũng là những bạn nhỏ như chúng con đây này, nhưng mà các bạn ấy có điều kiện thì sống ở một cái đất nước mà nó phát triển hơn và có gia đình có kinh tế hơn. Các bạn ấy đã gom góp lại để hỗ trợ cho chúng con là những bạn nhỏ mà ở cái vùng sông nước hay bị ngập lụt hay bị mưa lũ bão về á, làm cho chúng con rất là khó khăn trong cái việc đi lại để đi học. Rồi hoàn cảnh của gia đình của chúng con cũng khó nên là không có đủ sách vở. Mặc dù đã bước vào năm học rồi nhưng mà một số bạn vẫn chưa đủ sách vở để đi học, vẫn chưa có bio để đi học, và cũng đường rất là xa và cũng chưa có phương tiện, ví dụ xe đạp như thế để đi học. Thì các bạn của nhóm Lizio Maria Julio và các chị Trân Nguyễn và Lucy Hạnh Nguyễn làm trưởng nhóm đã giúp đỡ chúng con qua Hội Tri Ân Foundation. Thì hôm nay trước chúng con thì không thể gặp được các vị ân nhân đấy, nhưng mà chúng con đã đổ một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn các anh chị. Và bây giờ thì con sẽ xin kính mời cha Vinh sẽ có đôi lời về quý ân nhân của chúng con. Trước hết thì xin mừng bàn tay chúng con để cảm ơn cha Paulo và sơ Maria. Chúng con biết là như cha Paulo đã chia sẻ rồi, sơ cũng đã hỏi lời với chúng con, đó là một sự quan tâm đặc biệt dành cho thiếu nhi của giáo họ Tân Thành, của giáo xứ Phong Ý, giáo phận Thanh Hóa. Chúng con trong ngày khách thầy truyền giáo, chúng con đã đón nhận được cái tấm lòng quảng đại của quý ân nhân và quý cha quý sơ. Đó là một niềm vui cho chúng con. Lần nữa chúng con cảm ơn quý cha quý sơ và quý ân nhân của chàng hai nữa. Còn bây giờ cho thiếu nhi và các bạn học sinh đến đồng bào hôm nay, chúng con xin hết lòng cảm ơn quý cha quý sơ, quý thành viên trong ban công tác của giáo phận Thanh Hóa đến với giáo họ sông nước Tân Thành chúng con, để cho chúng con có thêm được điều kiện và những kiến thức biệt và những cái đồ dùng học tập cho chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý thành viên trong ban công tác và qua các thành viên ban công tác, chúng con gửi lời tiên đến quý ân nhân ở phương xa. Đặc biệt là tụi em ở nhóm Lizio Maria Junior, Trâm Nguyễn và Lucia Hiền Phạm đã quảng đài nhớ đến chúng con để giúp cho chúng con có được những cái đồ dùng cần thiết trong học tập. Chúng con xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người được bình an, niềm vui và hạnh phúc trong ngày. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Rồi bây giờ thì sơ sẽ phát sách vở cho chúng con nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ ngồi im để chúng ta nhận quà. Xin cảm ơn. Chào cho nhau tình yêu từng loài tay lâu, gần nhau trao cho nhau tình yêu từng gian dối, gần nhau trao cho nhau ánh mơ nhân loại này, tình nhau trao cho nhau xây dựng nên tình người, cho dù rừng hay lá xanh tươi, cho dù biển cạn nước bao la, ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi, phải thương 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 thương, thương. Có kẹo có thích không? Được kẹo có thích không? Có chứ nha. Con tên gì? Học lớp mấy? Cố gắng học cho giỏi nhá. Được sách bút, được kẹo, nhiều thứ. Thích không?
mừng quá. Mỗi em một vật cá kẹo. Đừng vlog nhá. Cùng hòa lên hai tiếng ca mừng, cùng vang lên trong mỗi nơi tình thơ. Ngàn con tim reo mừng ta, đến một nơi không thể nào quên. Xe em sắc ở em ca mừng ca mừng ca mừng. Và chúng con cùng chung tiếng dâng lên câu ca mừng. Xe em sắc ở em ca mừng ca mừng ca mừng. Và chúng con cùng dâng lên ca mừng ca mừng cha nhiều, ca mừng ca mừng chúa nhiều, ca mừng ca mừng ơn nhân. Rồi rồi, xin cảm ơn quý cha, xin sơ ba chúng con cảm ơn. Hai ba chúng con cảm ơn cha. Rồi đến tăng sơ, hai ba chúng con cảm ơn sơ. Cảm ơn quý ân nhân, hai ba rồi cho chúng con học giỏi nhá. Rồi ngoan học giỏi nhá. Thưa quý vị, hôm nay tôi là cha thường giám đốc Caritas của giáo phận Thanh Hóa. Thì hôm vừa rồi tôi có về thăm gia đình của anh Tính. Tức là anh Tính thì bây giờ anh qua đời rồi, để lại là bốn mẹ con anh Tính trên đó. Để lại là năm mẹ con nghèo nhóc. Trong đó là có hai em. Em đầu thì năm nay 16 tuổi thì bỏ học rồi, đi làm. Rồi em út đó thì mới có 2-3 tháng tuổi, bây giờ lên 3 tháng rồi đó nha. 3 tháng rồi. Còn đây là em Nguyễn Văn Thắng và em Nguyễn Văn Hà Trung Tiên. Thì đang còn tuổi đi học. Thắng học lớp mấy? Dạ, con học lớp 9 ấy. Lớp 9, Thắng học lớp 9, Hà Trung Tiên con học lớp 4. Đấy, gia đình còn hai em này đi học. Thì tôi với kêu gọi các ân nhân để giúp đỡ tìm học bổng cho cháu, tức là kêu gọi nhờ chị Liên Đình Nguyễn á, chị Liên Đình Nguyễn để tìm ân nhân để giúp đỡ cho hai cháu này đi học. Thì chị Liên Đình Nguyễn đã tìm được người đỡ đầu cho hai cháu, đó là cô Thi Nguyễn. Cô Thi Nguyễn ở chắc cũng là ở bên Seattle cùng thành phố với lại chị Liên Đình Nguyễn, đã giúp đỡ cho hai cháu ở đây. Cái tiền học đó là 360.000 $360 và đổi ra được mấy bao nhiêu sinh nhật? 8.620.000. Thì đây cho làm tròn số, đây là 9 triệu. Đây là số tiền của cô Thi Nguyễn giúp cho hai cháu tiền học nhé. Đấy là cô Thi Nguyễn, đây là 9 triệu đồng nhé, con cầm lấy. Rồi đây là cha xứ của giáo xứ Đạt Giáo. Thì hôm nay xin mời cha xứ có đôi lời thay cho gia đình, cho anh Tính đã qua đời. Cảm ơn cô Thi Nguyễn. Trước hết thì với sự đại diện của giáo xứ Đạt Giáo thì chúng con ở đây ấy, về hoàn cảnh thì quý vị cũng đã biết, nhất là về gia đình của anh Tính, chị Mạnh, con cái nheo nhóc. Còn người thì được đi học, đứa thì không, đứa thì đang nhỏ, rất là khó khăn trong cái điều kiện về đời sống cũng như kinh tế. Rất may đã qua ban Caritas giáo phận Thanh Hóa, đại giám đốc Tà Thường đã kêu gọi, thì đã có quý ân nhân ủng hộ, nhất là cho các em có cái chữ đi học đến trường, đã ủng hộ. Với tư cách là cha quản sứ của giáo xứ Đạt Giáo, với những con chiên trong giáo xứ, thì tôi xin cảm ơn quý ân nhân đã giúp đỡ, cách đặc biệt là chị Thi Nguyễn đã giúp đỡ cho em cũng như cho gia đình
có thể duy trì cái đời sống cũng như thế là việc học hành của các em. Một lần nữa để xin đại diện cho giáo xứ cũng như gia đình xin cảm ơn Ban Cả Thị Tát Giáo Phận Thanh Hóa cũng như quý ân nhân đã hỗ trợ cho các em trong cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này. Vâng, xin cảm ơn Trà Quang. Và để kết nối được giữa cô Thi Nguyễn với lại hai em Thắng và Kiên đó, thì đó là cái trung gian, vị trung gian đó là chị Liên Thị Nguyễn. Chị Liên Thị Nguyễn đã giúp để tìm học bổng cho hai cháu ở đây, và không những là tìm học bổng mà thôi, nhưng mà bố của chị Liên Thị Nguyễn, tức là ông Nguyễn Văn Kim á, hiện tại thì ông đang nằm ở trên giường bệnh thì chẳng biết là ngày giờ nào Chúa gọi ông, nhưng mà cái giây phút có thể nói là cuối đời của ông thì ông dành dụm tất cả những cái gì còn lại, còn sót lại, những cái đồng tiền còn sót lại của ông thì ông gửi về Việt Nam để đi làm bác gái từ thiện, tức là mua những cái bao gạo, những thùng mì để giúp đỡ cho gia đình nghèo. Cho nên là hôm nay đây cũng là cái món quà của bố của chị Liên Thị Nguyễn, tức là ông Nguyễn Văn Kim, giúp cho gia đình con có gạo, có mì để ăn nhé. Và bây giờ con cảm ơn đại diện cho em, cảm ơn cô Thi Nguyễn, và hứa với cô là con sẽ học hành làm sao. Con cảm ơn cô Thi Nguyễn, bà Hai Cha và các sơ. Chị Liên, cô Liên Thị Nguyễn đó. Dạ, con cảm ơn cô Liên Thị Nguyễn ạ. Rồi, làm sao? Con hứa với cô là con sẽ học giỏi ạ. Học tập tốt để trở thành người tốt nhá. Để sau này con phải thay cho bố con. Con có cái chữ rồi, con phải thay cho bố con để gánh vác cái gia đình này nhá. Dạ vâng. Rồi, Hà Trung Kiên, cảm ơn cô. Cảm ơn cô ạ. Con hứa với cô con sao? Con sẽ học giỏi nhá. Con ngoan nhá, học giỏi nhá. Rồi, một lần nữa xin hết lòng cảm ơn chị Thị Nguyễn và chị Liên Thị Nguyễn. Xin Chúa chúc lành cả công buổi học cho các chị. Xin hết lòng cảm ơn. Hôm nay tôi cùng với hai sơ một lần nữa lại quay trở lại gia đình của chị Lê Thị Ngọc. Chị Lê Thị Ngọc là mẹ của hai cháu Quang và An ở đây. Tháng 4 năm 2021 thì chị Lê Thị Ngọc đã bị ung thư, cho nên là chị đã qua đời, đã để lại cho bà, cho bà nội đó, hai đứa cháu mồ côi cả cha cả mẹ. Mẹ của các cháu đây thì mất năm tháng 4 năm 2021, còn bố của các cháu thì mất từ khi các cháu còn bé nhá, 2015 đó. Đó, cho nên bây giờ các cháu mồ côi cả cha cả mẹ, cho nên là ở với bà nội. Thì khi mà chị Ngọc bị bệnh những ngày cuối đời đó, trên giường bệnh thì cũng đã kết nối được với chị Ngọc Hoàng. Chị Ngọc Hoàng là ở thành phố Seattle bên tiểu bang Washington bên nước Mỹ. Thì chị Hoàng cũng đã rất là thương, thương ba mẹ con của chị Ngọc, nhất là thương chị Ngọc những ngày cuối đời đó, thì đau đớn về thể xác nhưng mà cũng cái sự dằn vặt ở trong tâm hồn khi mà nghĩ đến hai đứa con của mình. Cho nên là chị Ngọc Hoàng đã gửi tiền về để giúp cho chị Lê Thị Ngọc những ngày cuối đời, cũng như là giúp tiền cho các cháu ăn học. Và ngày hôm nay để bước vào năm học mới thì cô Ngọc Hoàng nhá, cô Ngọc Hoàng là người đã thay cho mẹ con đó để giúp cho các con, thì cô Ngọc Hoàng gửi cho hai anh em của chúng con tiền học của năm học 2022-2023, tổng số tiền đó là 7 triệu đồng cho hai anh em của chúng con Quang và An nhé. Rồi bây giờ Quang nói vài lời. Cảm ơn cô Ngọc. Rồi gửi quà cho anh em con. Thôi được rồi bà. Để bà cũng thay lời cho hai cháu là bà xin cảm ơn cô Ngọc Hoàng. Đã giúp đỡ cho hai anh em là cháu Quang và cháu An, để cho các cháu là ăn học để trưởng thành nên người. Vâng. Nên người. Vâng. Thưa quý vị, trên bàn thờ đó là bố mẹ của
của hai cháu Quang và An. Bố thì qua đời năm 2015, mẹ thì qua đời năm 2021. Tôi để lại hai đứa con trai này là 63, cho nên các cháu yếu thiệt thòi, một cô cả cha cả mẹ. Chính vì vậy cho nên là chị Ngọc Hoàng nửa vòng trái đất, nhưng mà chị rất là thương các cháu ở đây, cho nên là năm ngoái cũng như năm nay là gửi tiền về giúp các cháu ăn học nhá. Quang năm nay học lớp mấy rồi? Quang học lớp 6. Con An? Cháu học lớp 2. Ừ. Rồi hai anh em cố gắng học giỏi nhá. Bỏ áo nhá, cố gắng học giỏi để khỏi phụ lòng của cô Ngọc Hoàng cũng như là các cô, nhất là cô Nhung này, đúng không? Cô Nhung ở trong Sài Gòn, rồi cô Trang ở trong Sài Gòn, rồi cô Duyên ở Chicago. Đó là những người mà mới gửi tiền cho con hôm trước nhá. Rồi, sơ nhiệm cảm ơn cô Ngọc Hoàng. Thưa chị Ngọc Hoàng, thì em cũng hôm nay cùng với mẹ cha đến để thăm lại hai em Quang và An, để trao cái phần quà mà chị đã gửi cho các em trong cái tình yêu thương. Em rất là xúc động khi mà chị không chỉ quan tâm đến mẹ của các cháu khi mà đang còn ốm, mà chị còn nghĩ đến các cháu khi mà không còn cha, không còn mẹ, không còn chỗ nương thân, mà thiếu đi tình cảm của cha mẹ. Thì vì vậy mà chị đã yêu thương và gửi quà cho các cháu. Thì thay lời cho tất nhiên cho Quang với An, thì chúng em cũng xin rất là cảm ơn chị khi đã đồng hành cùng với chúng em trong nhiều năm qua, và kính chúc chị cũng như gia đình luôn luôn mạnh khỏe, được lời chào lòng của Chúa, và xin chị luôn quan tâm và đồng hành chúng em tiếp tục trên con đường này, để chúng em có thể đem tình yêu thương của chị cũng như của tất cả mọi người đến với nhiều người khó khăn hơn. Rồi sơ hương động viên các cháu học hành tốt thì sao? Quang và An này, bây giờ là mọi người đã rất yêu thương hai con, vậy thì sơ cũng như các cha và quý ân nhân cũng như chị Ngọc Hoàng luôn luôn mong hai con này cố gắng học giỏi nhá, rồi sống ngoan yêu thương bà nhớ chưa? Rồi các con có hứa với mẹ cô Ngọc Hoàng là chúng con sẽ học giỏi không? Quang học giỏi đúng không? Quang năm nay được giấy khen. Quang được giấy khen, vậy em có được không? An được không? Có. Nhớ nha. Rồi phải cố gắng để giữ lấy giấy khen. Khen không có năm nay được mà sang năm không được thì nữa nha. Rồi một lần nữa hết lòng cảm ơn chị Ngọc Hoàng bên thành phố Seattle, bên Washington. Xin Chúa chúc lành trả công bội hậu cho anh chị cũng như các cháu, nhất là cháu Hiếu Nghĩa đó. Thì cho anh chị và các cháu được nhiều ơn lành của Chúa, phần hồn cũng như phần xác, để lại tiếp tục đồng hành cùng với Caritas Thanh Hóa, nhất là đồng hành cùng với hai cháu Quang và An ở đây để giúp các cháu được tiếp tục đến trường. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, hôm nay ủy ban bác ái Caritas của tòa giám mục Thanh Hóa, tôi là Trần Thường, là giám đốc Caritas cùng với đại sơ nhân viên văn phòng được ban công tác xã hội của bệnh viện Đa khoa tỉnh giới thiệu về một cái trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh rất là đặc biệt. Và bây giờ xin mời chị giới thiệu sơ qua về tình trạng bệnh nhân là như thế nào. Đây là dân cha với lại là hai sơ, thì đây là bệnh nhân này là bệnh nhân Phấn, là hiện tại là bệnh nhân đang bị ung thư mở cái quản thở máy, bệnh rất là nặng. Là nhà bệnh nhân có một cái điều kiện hoàn cảnh là bệnh nhân bản thân là bệnh nhân tâm thần, mà cũng không chữa trị ở bệnh viện tâm thần, chỉ lấy thuốc về nhà điều trị, và bệnh nhân thì cũng không có nhà mà phải ở nhờ cùng với lại một người em họ. Và người em họ đấy thì cũng đã có tuổi rồi, bệnh nhân không có vợ không có con, đến đây thì là có một người cháu cũng là họ rất là xa, và cũng hay nhau một người cũng hay nhau là đến chăm sóc giúp đỡ bệnh nhân. Thì hiện tại bệnh nhân rất là nặng, và điều kiện gia đình thì không có tiền để mua thuốc và mua sữa để cho bệnh nhân ăn, thì bây giờ cũng nhờ các tổ chức xã hội, thì mời các cha với lại là hai sư hai sơ xuống hỗ trợ cho bệnh nhân là có tiền để mua thuốc và mua sữa để bệnh nhân được trắng được phục hồi ạ. Thì cũng thấy được cái tình cảnh của bệnh nhân như vậy, mình
không vợ không con, sống độc thân mà lại bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn như vậy, cho nên là chúng tôi đến đây để hỗ trợ cho bệnh nhân là số tiền là 5 triệu đồng, 5 triệu đồng để hỗ trợ tiền thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân. Và đây là số tiền của các bệnh nhân của các bệnh nhân Caritas Thanh Hóa ở bên Canada qua trung gian của anh Phan Đức Thạc, anh chị Thạc Quyết đó. Thì tôi xin cảm ơn các bệnh nhân bên Canada, cảm ơn anh chị Thạc Quyết rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng với Caritas Thanh Hóa để chúng tôi có cái điều kiện để giúp đỡ cho những người nghèo, những người bệnh nhân mà không có điều kiện để chữa trị. Và đây là số tiền là 5 triệu đồng. Tôi xin lời mạng của những người bệnh nhân Thắng, xin cảm ơn toàn thể các bác đã giúp đỡ cho bệnh nhân Thắng trong thời gian điều trị bệnh. Vâng, tôi có cái cơn hiểm nghèo. Vâng, một lần nữa tôi xin thay mặt của bệnh nhân Thắng xin cảm ơn chân thành. Vâng, xin chúng tôi sẽ cầu nguyện để cho bệnh nhân được gặp thầy gặp thuốc, luôn chữa lành, cầu nguyện cho các nhân viên y tế này có sức khỏe để phục vụ người bệnh mà cần được nhiều sức khỏe để chăm sóc bệnh nhân nhé. Và xin Chúa chúc lành thành công của họ cho tất cả nhân viên bên Canada, đặc biệt là gia đình và anh chị Phạm Phạm Đức Thạc, anh chị Thạc Quyết, xin lòng cảm ơn. Vậy xin cảm ơn Thầy Phạm Đức Thạc xin cảm ơn các nhân viên y tế của bệnh viện Đa khoa tỉnh Minh Hiếu, chị Ánh. Nếu trong trường hợp mà có những bệnh nhân nào đặc biệt khó khăn thì Caritas Thanh Hóa sẵn sàng giúp đỡ. Các chị đã cho biết thì tôi sẽ giúp đỡ trong khả năng có thể nhé. Xin cảm ơn. Cái nhà của mình nó thôi không phải trái, không phải trái, không ngồi đâu, không ngồi lại ôm con hỏi hôm nay con ôm con sốt rồi nha. Thực ra không có một cái gì hết cái này. Thế là mấy đứa? Ba đứa. Hai vợ chồng. Ba đứa con. Không có gì. Cắn tay này, hôm nay cha đạo bên nhà thờ nhá. Dạ. Đi thăm gia đình con thấy nhà con nghèo quá. Dạ. Cho nên là có thùng mì cho các cháu nhá. Mì của con không không sụp lại. Đấy. Có thùng mì với lại có ít tiền cho con nhá. Được rồi. Được rồi, có ít. Có tiền giúp đỡ cho gia đình con nhá. Chứ cái nhà của mình nó rách nó nát nó tả tơi như vậy à? Tại sao con lại không làm sao không xây là cái nhà tầng nhà lầu 2-3 lầu nó mà mở? Do có điều kiện mà con làm không phải đến các chú đến thăm. Ồ. Tên gì? Phạm Văn Hải ạ. À? Phạm Văn Hải. Đây là một hai bố mẹ với ba đứa con nữa. Nhà nghèo lắm. Bếp này. Ôi, đặt chỗ. Rồi thôi. Bếp lục nhà của đấy. Nước còn đọng lại trên ni lông.
gia đình nha. Dạ, chúc cho gia đình con khỏe nha. Dạ. À. Ừ, hai thằng cô đi học về. Đây nhà ở riêng mấy năm à? Ba miền nữa nó có mì gói nó thích nó bảo ba miền đó mì ba miền. À, mấy đứa mấy đồng bút nha. Dạ. Sách bút nha. Nha. Dạ. Bút và vở nha. Mấy đứa 2 đồng. Hả? Mấy đứa? Hả? Ba đứa. Ba đứa. Mua sách mua bút nha. Nha. Thằng kia. Đây. Dạ, cho cả. Thằng nhỏ mua kẹo. Mua kẹo chơi nha. Mua xin cha nha. Mua kẹo chơi với sao lớn nó đi học đấy. Rồi đi học về thì con mì mì ba miền cha cho có thích không? Nha. Thích nha. Ờ đang... nha. Rồi đang với bố. Ô vợ đi học nha. Nhà có như vậy đó cha. Đây này, mấy mẹ con đứng ở đây cha chụp cho cái hình nhé. Đó, mới cho mì tôm bắp ăn sống luôn á. Ăn sống không? Rồi, đứng. Ăn được. Rồi. Ăn sống được. Cái quy áo lại. Kệ nó. Quay đây. Qua đây. Tí nào. Đấy. Thằng nào đi cho thường không? Đi cho thường. Đứng một hàng thôi. Có thằng nào đi cho thường không? Đi cho thường. Rồi, cho chụp nha, 1 2 này. Rồi, học cho giỏi nha. Dạ. Rồi. Cảm ơn các ông nhân. Của Caritas Thanh Hóa thương giúp đỡ cho gia đình này. Xin Chúa chúc lành cho công vợ hậu cho quý ân nhân. Rồi, gia đình rất cần một cái mái nhà để che nắng che mưa. Bây giờ đấy. Năm người đó, 5 người, 2 bố mẹ với 3 đứa con mà sống trong cái nhà nó tồi tàn rách nát như vậy đó, nên rất cần một cái căn nhà để che nắng che mưa. Xin quý vị có lòng hảo tâm giúp đỡ cho cái gia đình này, một ngày nào đó họ không còn phải ở trong cái nhà mà nó tồi tàn rách nát như vậy nữa. Xin cảm ơn. Chúc quý vị ơi, hiện tại thì chúng tôi Caritas Thanh Hóa đi đến bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa để đi thăm một bệnh nhân. Bệnh nhân là ông Nguyễn Đình Sáu ở xã Tự Chính, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Hôm trước chúng tôi có đến thăm gia đình của ông Nguyễn Đình Sáu, thì đây là một gia đình có hoàn cảnh rất là đặc biệt. Bà vợ của ông Sáu thì bị bệnh trầm cảm từ tâm thần, rồi ông Sáu thì đủ mọi thứ bệnh, ung thư gan, tim, phổi, phèo, mật, tức là hư hết. Rồi con của ông Sáu thì mới bị tai nạn, đang nằm ở trong Nam để đi điều trị. Gia đình hoàn cảnh khó khăn, rồi hôm nay, mấy ngày hôm nay thì ông Sáu lại đi nhập viện. Ở đây cho nên chúng tôi đến đây để đi thăm ông Nguyễn Đình Sáu. Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Bây giờ chúng tôi sẽ vào để thăm ông Sáu. Nói chung là báo cáo với thầy là được khi bác sĩ ở bệnh viện đây là hết sức quan tâm, mấy ngày hôm nay là nói chung là cũng có chuyển biến rồi. Tốt rồi. Hôm ông có gọi thì gọi cứu thương nhưng mà không có xe đến Hà Nội, không có nhà, là không có chuyển hồi sinh với đây được. Vâng. Thì như hôm trước thì đến thăm gia đình đó, thì cũng thấy gia đình rất là khó khăn, ông Sáu đây thì đúng rồi. Như vậy. Rồi còn bà Sáu, bà Hằng đó thì bị sao?
bị thần kinh tích mạch thủy lâu của nó cũng bất lực. Chúng ta không biết gì hết. Còn người làm thì thấy cô là anh rất là tụ mấy ngày thì trước đây là một bài anh nhận nhưng mà giờ kể của tôi tụ cái nhận là như quên đồ đấy. Đấy, có việc với cái như anh rồi. Và những phần cháu thì ở trong Việt Nam là bị tai nạn. Vâng. Thì đi trong Việt Nam này. Vợ thì đi tâm thần, chồng thì cũng bị nạn. Vâng. Như vậy cho nên là hôm trước thì có về thăm gia đình thì cũng có một vị ân nhân thương giúp đỡ cho anh cháu, cho gia đình, nhất là cho cô con trai con miền Nam đang bị tai nạn nặng, kiếm tiền để chữa trị. Thì hôm nay tôi cũng như là bác sơ cũng ở bên phòng công tác xã hội của bệnh viện Đa khoa tỉnh đến đây để trao cái số tiền, đây là số tiền là 10 triệu đồng, nhá, 10 triệu đồng của, đây là số tiền của cô Đào ở trong Sài Gòn, cô Đào gốc ở giáo sư Đạt Giáo, Triệu Vũ Triệu Khóa, tức là bên Triệu Vũ đó. Hôm nay thì cô Đào đang sống ở trong Sài Gòn thì cô giúp cho gia đình đây là 10 triệu đồng thì cho ông, cho vợ và ông cháu, để động cho con trai ở trong Sài Gòn điều trị tai nạn nhé. Thì đây là số tiền là 10 triệu đồng của cô Đào. Thôi là tôi là bác của chú Sáu và Kim Hằng thì tức là trước tiên á là cảm ơn cái lòng thành của các thầy và các cô ở bên đạo thì nó là thôi lá lành đùm lá rách của những cái tình cảm gia đình của chú em với lại Kim Mai tôi thì là thay mặt cho gia đình tôi xin chân thành là cảm ơn cái tấm lòng bớt chút, tức là thấy trong những cái lúc hoàn cảnh hoạn nạn của gia đình chú Sáu thì là tất cả các tổ chức mà đặc biệt là ở bên ngành của thầy với lại là các cô nữa là quan tâm và là chia sẻ cái tình cảm cũng là ngọt bùi rồi trong những cái lúc hoạn nạn thế này rồi tôi thay mặt cho gia đình tôi xin cảm ơn thầy và các cô đã đến tức là có những cái tình cảm tức là giúp đỡ gia đình chú Sáu trong những cái lúc là hoạn nạn và gặp hết sức là khó khăn thì tôi xin cảm ơn. Thưa một lần nữa xin hết lòng cảm ơn gia đình của cô Đào đã thương giúp đỡ gia đình của ông Sáu ở đây thì cầu chúc cho gia đình của cô được khỏe mạnh bình an mọi sự đều tốt đẹp. Mà ta tôi phải đã nói thế thì tôi xin nói là lúc nãy tôi quên là về cảm ơn tức là cái tấm lòng vàng của gia đình cô Đào đã tức là nắm bắt được cái tình hình của em tôi trong gia đình là cũng đã chia sẻ tức là có nguồn động viên có tiền để giúp đỡ gia đình em tôi trong cái lúc gặp hoàn nạn khó khăn thì tôi xin chân thành tức là cảm ơn tức là cái tấm lòng vàng và cái tấm lòng quý giá mà để cho gia đình chúng tôi nếu sống được là ghi ơn tức là cả đời và tôi xin cảm ơn. Chúc chồng khỏe mạnh và em nhé. Vâng, tôi là chúc thầy mạnh khỏe nha, rồi chúc các cô là tôi ra làm tốt cái công tác xã hội và có trách nhiệm tức là nhìn nhận là cái kỳ lưỡng và cái trách nhiệm với cộng đồng là thì là tôi cảm ơn thôi. Cảm ơn nhiều bên phòng công tác xã hội của tôi cũng cảm ơn nhé, cảm ơn với lại đồng chí là bên phòng công tác cán bộ cũng có trách nhiệm tức là dẫn đoàn đến đây và chi tức là giúp đỡ gia đình chú Sáu tôi. Ở đây là cái căn nhà của gia đình ông bà Quyến Huệ ở tại làng chài xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Thì đây là căn nhà mà gia Thanh Hóa vừa mới xây dựng xong và hôm nay chúng tôi về đây để khánh thành, bàn giao và làm phép nhà cho gia đình sử dụng. Ở đây là phòng khách của căn nhà. Ở đây là phòng ngủ thứ nhất.
phòng của Thanh Đất. Và đây là phòng ngủ thứ hai. Là phòng ngủ thứ hai. Có một phòng khách và hai phòng ngủ. Và cái căn nhà này được tài trợ bởi hội Companions in Christ. Companions in Christ. Đã sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria và ở cùng chúng ta. Xin người bái phương đến ở trong nhà này và hiện diện chúc phúc cho nhà này. Xin người ở đây với anh chị em, nuôi dưỡng tình bác ái và chia sẻ vui buồn với anh chị em. Còn anh chị em, hãy theo lời dạy và gương lành của Chúa Kitô, hãy làm cho nhà này thành nơi trang chứa tình bác ái, để từ đây hương thơm tốt lành của Chúa Kitô được lan tỏa khắp nơi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu cùng với hai môn đệ trên đường đi Emmaus đến gần làng các ông bình tới. Người làm như muốn đi xa hơn, nhưng hai môn đệ ngài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày đã sắp tàn. Người liền vào với các ông và đang đi cùng các ông ngồi bàn, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và họ nhận ra người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để chúng ta cùng nhau cử hành nghi thức làm phép nhà để thánh dân ngôi nhà này lên cho Chúa. Để từ nay chính Chúa sẽ là chủ của căn nhà này, Chúa sẽ hiện diện ở nơi đây để chúc phúc, để ban ơn cho tất cả những ai sẽ sinh sống trong căn nhà này. Đây là căn nhà của tình Chúa và tình người, căn nhà mà do lòng từ bi nhân hậu của Chúa, Chúa ban cho gia đình của chúng ta. Rồi qua bàn tay, qua tấm lòng của những người ân nhân xa gần đã giúp chúng ta để chúng ta có được cái căn nhà tình thương này, để từ nay gia đình không còn sống cảnh lênh đênh trên thuyền, trên sông nước nữa, nhưng mà có một cái địa chỉ, có một cái căn nhà kiên cố trên bờ để che nắng che mưa. Cho nên khi mà sống trong căn nhà này, chúng ta hãy luôn luôn dâng lời tạ ơn Chúa và luôn luôn cầu xin với Chúa để xin Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả những ân nhân, cho những người đã làm ơn làm phúc cho chúng ta, và đặc biệt là cho hội Companions in Grace, là hội đã tài trợ để chúng ta xây dựng được cái căn nhà tình thương này. Giờ đây chúng ta sốt sắng xin lời Chúa những lời cầu xin. Chúng ta cầu xin Chúa tên được đến trong nhà này như là thượng khách và là Chúa của chúng ta. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Nơi Chúa Kitô tất cả được xây dựng thành đền thánh. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong nhà này biết kiến tạo đời sống để trở nên đền thờ Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúa đã dạy chúng ta phải xây nhà trên nền đá vững chắc. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong nhà này biết xây dựng đời sống trên lời Chúa,
và biết phục vụ nhau trong tình bác ái chân thành. Chúa đã không có nơi gối đầu và đã chấp nhận việc đón rước của các bạn hữu. Chúng ta cầu xin Chúa cho những ai đang không nơi nương tựa tìm được nơi chúng ta sự trợ giúp tận tình, để họ có được nơi ở xứng đáng. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn cơn sóng, đổ đầy năm tháng đầy con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời luôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hầu ơn Chúa như mưa đưa mưa, thế xuống đời con miên man miên man. Nhớ đỡ tìm con trong tay trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Cảm ơn Chúa. Nhà có con gái gì không? Chung. Chung. Chứ con đi học chưa? Con đi học chưa? Con đi học rồi ạ? À? Tuổi. Chứ tay con bị sao đây? Con bị gãy à? Chứ mẹ con có vẻ không? Không vẻ à? Chứ bố con không vẻ. Chứ vừa là có hai anh em ở đây với bác rồi. Hôm nay là cha giám đốc, là cha bận, cha không có lên được. Thì cha có gửi tiền lên cho con này, thì con đi học, anh em đi học nhá. Tiền ở trong đây là 5 triệu rất là nhiều nhá. Đấy, 5 triệu này. 5 triệu để con đi học, để đỡ cho bác nhá. Nhưng mà hôm nay con được nhận được tiền của nhà giám đốc, con có vui không? Thì con nói đi, con cảm ơn đi. Con cảm ơn cha, con cảm ơn anh nhân, con cảm ơn các bác đã giúp đỡ cho con tiền đi học ạ. À, hôm nay thì chứ bác thì thế nào? Dạ, con tôi cũng xin cảm ơn cha và cảm ơn anh nhân, rồi cảm ơn các bác, các anh giúp đỡ cho cháu tôi có tiền đi học đỡ tôi, thì tôi xin cảm ơn. Gọi mãi không biết là đi đâu. Bà đang làm gì đó bà? Đi nhận đơn. Thái sao sao nào? Sao sao? Sao dạ, để nắng thì bà nói là có mình bà ở đây thôi bà. Vâng. Nắng rất là chưa nghỉ à bà. 12 sắp 12 giờ rồi, đã con đã nấu cơm chưa? Vâng. Các cha sơ đói lắm rồi, để con được có cơm chưa? Con nấu cơm chưa? Đi làm rồi. Nấu một cháo đằng bé đây nè. Được không ạ? Vâng. Cái quán này không cần được không ạ? Không cần được, không cần được. Thấy là không cần được không ạ? Ủa, không cần được ạ? Thôi. Người nhà ra tiếp.
Thôi, phải bật. Không phải bật đâu. Ngồi nghỉ đi cho đỡ nắng thế nào. Mát rồi, không cần bật đâu. Bà ơi, bà ngồi nghỉ đi, ngồi nắng sẽ cộng được. Đâu bà có bật nấu nồi cháo khoai à? Đây một nồi bà. Cháo đây ạ. Ồ. Hôm nay là cả trưa nay ăn từ sáng đến chiều luôn. Khoai hay cái gì mà nó hay là cá khoai hay bí đỏ đó, bí ngô đó, bí ngô. Đông bữa trưa của bà đó. Nhưng mà cháo là sao nó giống cơm mà cơm. Thì sẽ không phải cháo. Cơm ướt ướt đấy, không phải chứ, không phải cơm. Ngồi đây chơi thế đã, để ừ. Bà nghỉ. Ngồi chúng ngồi trên ghế để bà nghỉ. Bà đang cả đến bà. Bà vừa đi nắng về bà đang ngồi để cho bà nghỉ nhưng có thấy bà thở không có được. Thở không ra hơi nữa đây này. Thở không ra hơi bà cứ đi tìm ghế. Cháy là đang nằm có bị bệnh. Tô đang bị bệnh. Tim rồi hả? Bệnh tim. Không mà có tội con mày. Ừ. Mình không làm. Như vậy mà ăn con cái đâu biết thì nó một mình. Như là nó cuốn dây với như chiếu, cuốn rơi hào đi rồi. Ồ. À. Nhưng mà dĩ mười á. Ừ. Dĩ mười nhiều đi rồi. Chứ là trong đi, không biết là mua đi lấy bậc khác. Ồ. Chứ là một mình không làm, không có cái gì mà ăn. Ừ. Làm khổ. À. Không bệnh gây còn. Bệnh tim này, bệnh tim này, bệnh phối này. Ừ. Bệnh loạn tiền đình này. À. Con cái cháu thì giống nhìn thấy tóc bà thì bạc hết rồi nhưng mà mặt thì đang còn nghĩ ra này hôm nay là 60 mươi sáu mươi mà tóc à. Đó. Ý là đi mổ từ 52 tuổi bắt đầu là đi mổ cái u đó họ cắt mất dạ cuồn đi còn đĩa đâu nữa lớn giống bà láo á cháu sinh bệnh ra nhiều mà không làm thì không có cái chi mà à. Vậy là đẻ được một đứa con rồi năm vâng, đẻ được một đứa con gửi vô nhà trẻ rồi. Gửi vô nhà trẻ rồi không may cháu nó rớt xuống nước. Vâng, nó cuôi rồi, nó rơi xuống ao. Đi. Rơi xuống ao chết đuối. Ồ, vợ. Cháu đi búa đến lấy vợ khác. Ừ. Một ngày cứ tư tưởng ăn. Ồ. Sinh bệnh là. Ừ, khổ lắm, nó chờ. Ừ. Nhà thì chờ đường họ cứ tôn cao lên nhà. Vâng, nhà thấp như vậy. À. Một bảng ngoài vườn sắp 12 giờ trưa đến giờ mà đang còn chân tay đang còn nấu rồi. Cơm giống cháo cũng thì cơm giống cháo có một ngày cả vậy thì làm sao mà người nó khỏe được à? Con làm thương ngày còn đó trồng cây con rồi trồng cơm rồi thơm rồi mô rồi vẫn có hành trồng cái gì ăn cái đó đúng không? Cái này là bán được đồng nào khổ lắm chẳng mày nhớ gì không lại báo chợ tháng mấy đồng con tiêu được mua mày thì đủ được ăn sáng đi bao giờ thí dụ bơ ôm thì đi điện để làm sao một tháng là tôi thân lắm tức là sinh được có một đứa rồi bị cắt đúng không? Bị cắt cho nên là không có sinh được nữa rồi nhưng mà không may là một đứa con duy nhất thì lại bị rớt xuống nước xuống ao là bị chết đuối rồi chồng thì lại bỏ đi lấy vợ khác rồi. Rồi bây giờ bà chỉ ở có một mình như vậy thì suy nghĩ nhiều cho nên là sức khỏe nó cũng ảnh hưởng bây giờ đủ mọi thứ bệnh tật. Đúng là có bao nhiêu cái khổ rồi bà gánh hết rồi còn khổ thì chả có ai chắc chả ai dám đi không ai đi lấy chồng các sơ này cũng sợ đi lấy chồng khổ nên các sơ đi tù hết đây này đây là các cha các sơ bên nhà thờ dạ vâng ạ đi tu thì như cha là không có lấy vợ dạ như các sơ đây thì không có lấy chồng thì chắc chắn là chúng con cũng may mắn hơn bà một chút đó là không chịu cái nỗi khổ ý là mất chồng mất con như vậy không phải ở sống một mình mà còn có chị em đây thì rất là thông cảm thông với cái nỗi khổ mà bà đang chịu ngày hôm nay chúng con đi thăm bà đó. Rồi các sơ không có gia đình cho nên là coi mọi người là gia đình của mình cho nên mặc dù bà đây không phải là người bên đạo nhưng mà các cha các sơ cũng coi như là người nhà của mình cho nên là hôm nay là đến để thăm để giúp đỡ bà nhé. Rồi rồi hôm nay đến thăm bà thì có một thùng mì gói cho bà nhé. Đó thùng mì gói cho bà với lại có một cái lọ dầu gió đây này. Ồ, cái này quý lắm cái này. Cái dầu gió đây là cái dầu dầu của
dâu của Singapore nhưng mà xuất sang Mỹ rồi từ Mỹ là gửi về Việt Nam để giúp đỡ cho bà nhá. Rồi đó là quà của cô Quy ở bên Mỹ đó, rồi giúp cho bà một lọ dầu đó, rồi là một ít tiền đó. Đây là tiền của cô Quy này, tiền của cô Hằng này qua trung gian của hội bác ái Ai Lazaro, rồi tiền của và tiền của cô Mến ở trong Sài Gòn, trong Đồng Nai Sài Gòn nhá. Rồi đó là 3 triệu đồng cho bà nhá, rồi giúp đỡ cho bà để mua thuốc nhá. Ừ, rồi à, thưa quý vị, hôm nay ban bác ái Caritas của giáo phận Thanh Hóa đến xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa để khánh thành bàn giao cái căn nhà tình thương này cho gia đình của anh Hà Văn Thương. Đây là một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, rất là khó khăn, mà trước đây chúng tôi đã có dịp để đến thăm thì thấy được cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, cho nên là Caritas Thanh Hóa đã kêu gọi các anh nhân giúp đỡ để xây nhà tình thương cho họ, và đến ngày hôm nay thì cái căn nhà tình thương đã được xây dựng xong và chúng tôi đến để mà khánh thành và bàn giao cho họ. Ở đây là mặt tiền của căn nhà. Căn nhà rất là khang trang, đẹp đẽ. Đây là phòng khách của căn nhà. Đây là phòng khách. Đây là phòng khách. Phòng khách rộng. Và đây là một phòng ngủ thứ nhất. Và đây là phòng ngủ thứ hai. Và dưới đây là phòng ăn. Bếp phòng ăn. Khu vực nhà vệ sinh thì bên phía ngoài, đây là bể nước, đây là phòng tắm thì chưa xong, mới tạm vậy, đây là phòng vệ sinh,
thì cũng chưa xong, chúng ta sẽ hoàn thiện sau. Một cái công trình khép kín, gồm có phòng bếp, phòng ăn, và không những xây nhà mà thôi, các ân nhân của Caritas Thanh Hóa còn tặng cho gia đình một bộ bàn ghế. Đây là bộ bàn ghế của anh Ngô Đức Đạt và anh Nguyễn Văn Duy, là những người đã luôn cộng tác với Caritas Thanh Hóa để tặng giường, chiếu, bàn ghế cho các gia đình. Đây là anh Ngô Đức Đạt và anh Nguyễn Văn Duy. Đó là một bộ bàn ghế và đây là giường, một bộ giường đây nè, cũng là quà của anh Ngô Đức Đạt và anh Nguyễn Văn Duy. Nhà mới, giường chiếu mới, bàn ghế mới, cái gì cũng mới hết. Cái giường rất là đẹp, gỗ sồi đã, có cọc màn đã. Không những giường mà thôi mà cả cọc màn nó cũng đạt tiêu chuẩn quốc tế đấy. Đấy. Và cái căn nhà này được tài trợ bởi hội Cross Catholic Outreach, hay là Catholic Cross Outreach, là một hội ba gái từ thiện bên Hoa Kỳ là tài trợ để cho chúng tôi xây nhà tình thương cho các gia đình nghèo. Không những xây nhà thì phải đầy đủ tất cả các hạng mục, mà còn hỗ trợ về cái cần câu nữa, tức là hỗ trợ về con trâu con bò để cho gia đình có cái điều kiện để mà sinh sống. Thì đấy là cái căn nhà do hội Catholic Cross Outreach. Đây là một gia đình dân tộc người Thái, sống xung quanh là đồi núi như vậy. Chào các bà nha, các bà là người Thái nha. Vâng, hôm nay thì tôi Caritas Thanh Hóa đi chào cái căn nhà tình thương này cho gia đình của anh Hà Văn Thương. Vậy thì các bà là những người trong gia đình họ hàng, bà con, vậy thì cảm tưởng của các bà như thế nào? Tôi cũng thay xin thay mặt tôi là thím họ. Thím họ đó. Vâng, tôi cảm ơn các các cha, các sư, với lại các mạnh thường quân giúp đỡ cho con, cho cháu được căn nhà, được chỗ che nắng che mưa. Vâng, tôi rất xin cảm ơn và xúc động được có cả giường, bàn ghế. Vâng, tốt cả chiếu cho các cháu có nơi trú nắng trú mưa. Vâng, tôi không biết nói gì hơn cả. Tôi xin chân thành cảm ơn các cha, với lại các mạnh thường quân, vâng, các bác tân, các nhà xây dựng giúp đỡ gia đình cháu. Đến nay trở đi thì cháu có chỗ che nắng che mưa đi vào đây, rồi có giường, có bàn ghế, có nhà, gia đình họ hàng tôi xin cảm ơn. Vâng, tôi chúc mừng bà nha. Rồi bây giờ xin mời bà nha. Đây là gì, trang phục của người Thái nha. Váy hơi đẹp đấy. Đây là bà nội. Vậy bà nội có đôi điều phát biểu cảm tưởng ngày hôm nay khi mà con cháu mình nó có được cái nhà đẹp như vậy, xin mời bà. Dạ, mình là xin cảm ơn các bác, các sư, các đại ứng. Nhưng với tính là còn tôi không có nơi chủ, nhưng mà các bác, các sư, các bác, cảm ơn các bác tất đi làm cho nhà cho con. Cho con thôi, có nhà ở thì tôi rất cảm ơn. Rất cảm ơn, rất vui đúng không? Dạ, rồi xin mời chị có đôi lời. Tôi thì bà thím. Bà thím. Thím ruột. Thím ruột ạ. Xin cảm ơn cha với sư với các cháu. Đến đây làm nhà làm cửa cho các cháu có nơi
Chú mưa chú nắng vẫn thôi, còn cảm ơn cha sơ với bác, tôi không biết nói gì cả, cảm ơn. Chứ bây giờ mặc cái nhà mới này nó so với cái nhà cũ thì nó có khác không? Dạ, vâng, có khác. Khác một, khác một trời một vực cái trên nhà tự nhiên đang yên đang lành thì lại có người đến để mà xây nhà cho mình, cái nhà đó là đẹp. Cái nhà mà cách đây mấy tháng đâu có dám mơ ước đến đâu. Rất yên tâm, các cháu có nơi trốn mưa trốn nắng à. Và nồi trước bọn tôi đi mua cùng cháu yên tâm được nhớ đến các cháu các con ở nhà. Đó, thì hôm nay thôi thì chúc mừng bà nội rồi các thím, các cô các thím nhé. Chúc mừng gia đình. Đây là gia đình của Hà Văn Thương đây này, hai bố mẹ với lại hai đứa con. Chúng ta thấy nhìn người của họ cũng ta biết là cái hoàn cảnh gia đình nó là như thế nào rồi. Trước đây chúng tôi đến thăm gia đình này thì thấy nghèo lắm, khổ lắm, thì thương cho nên là làm nhà cho. Bây giờ nhà cửa đã rất là khang trang, khang trang đẹp đẽ, nhà ngôi nhà trong mơ đó. Nhà mà đang để khi giờ thì sẵn ở đây để Michael có điều kiện thì sẽ trần đó. Rồi hai vợ chồng hôm nay có nhà mới như vậy thì có vui không? Vui thì sao nào, nói đôi lời nào. Cảm ơn các ta và luật sư và bác Tân đã giúp đỡ cho cháu. Cháu cũng không biết nói gì, cháu cũng chỉ biết cảm ơn thôi. Rất cảm ơn nha. Rồi còn chồng nói vài lời. Cảm ơn cha sư với Tân với với cô Thơm, với các ân nhân, với tất cả các ân nhân là thương giúp đỡ gia đình nha. Không biết nói gì cả, nhưng mà có vui không? Quá vui đấy chứ nha. Cách đây mấy tháng đâu có dám mơ được là ngày hôm nay mình có được cái căn nhà như vậy đâu, đúng không? Đúng là không thể tưởng tượng được ngày hôm nay mình lại có tất cả như vậy. Một căn nhà mà đầy đủ, có giường chiếu mới, có bàn ghế mới, có nhà vệ sinh, có nhà tắm, có nhà bếp, nhà ăn, có hai cái phòng ngủ liền, có giường chiếu, bàn ghế rõ đẹp, có bàn thờ đây cũng đẹp nữa này. Đó, thì từ nay thì chúc cho gia đình tìm được cái niềm vui, niềm hạnh phúc trong gia đình này nhé, trong cái mái ấm, cái mái nhà này nhé. Rồi, thì nhớ là phải biết ơn anh Ngô Đức Đạt này, anh Nguyễn Văn Duy này đã tặng bàn ghế, tặng giường chiếu cho mình. Rồi hội Catholic Cross Outreach đã tài trợ cho mình cái nhà này nhá. Biết ơn ông Tân, người vất vả chạy ngược chạy xuôi, tổ thợ đó, có Thơm, rồi rất nhiều người đã lo lắng cho gia đình của mình. Thì cố gắng nhá. Cố gắng từ nay mình vươn lên trong cuộc sống nhé. Tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc trong cái căn nhà này. Hôm nay Ủy ban Bác Ái Caritas của Giáo phận Thanh Hóa cùng với tôi là Linh Mục Paulo Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Caritas của Hai Sơ, trong văn phòng Caritas. Ông Tân là Cộng tác viên của Caritas Thanh Hóa, cùng với chị Thơm. Rồi hôm nay có các cấp chính quyền địa phương của xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cùng về đây để chào cái căn nhà tình thương này cho anh Hà Văn Thương. Đây là một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Và trước đây chúng tôi có dịp đi thăm gia đình này, thấy cái cuộc sống quá cơ cực trong một cái ngôi nhà nó tồi tàn rách nát, cho nên chúng tôi đã kêu gọi các ân nhân giúp đỡ. Và ngày hôm nay thì cái căn nhà tình thương này đã được xây dựng xong, nên chúng tôi về đây để khánh thành và bàn giao cho gia đình. Vậy thì trước hết thì xin mời đại diện của chính quyền địa phương có đôi lời phát biểu trong thư mời trong nhà ngày hôm nay. Xin mời. Vâng, thì cái nhà thì thưa các vị lãnh đạo của cơ quan quản lý, thay mặt cho lãnh đạo địa phương thì hôm nay thì chúng tôi có đồng chí chủ tịch và tôi là Lâm, chủ tịch mặt trận tổ quốc xã, thì được về chứng kiến của lãnh đạo của cơ quan quản lý, chúng ta về để thấy được cái hoàn cảnh của
các cái hộ gia đình khó khăn nói chung và đặc biệt là đối với thương người thì đã đầu tư xây dựng hỗ trợ cho cái nhà. Chúng tôi đến được chứng kiến việc giao nhà và cũng thấy hết sức là xúc động. Thay mặt cho lãnh đạo địa phương cũng như là nhân dân và đặc biệt là đối với gia đình thương rất trân trọng cảm ơn và đánh giá cao cái tinh thần giúp đỡ của cơ quan Bắc Ái, đơn vị Bắc Ái đối với địa phương. Thì thực chất mình nói là đối với địa phương thì các cái gia đình nằm trong cái hoàn cảnh khó khăn như thế này thì cũng đang còn rất nhiều, chứ không phải là một người này. Và đối với chủ trương của Đảng Nhà nước thì chúng ta cũng đang tích cực kêu gọi tất cả các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và các người hỗ trợ, đặc biệt là cái hộ nghèo với hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đây là một cái chủ trương lớn và được Bác Gái nhìn đến và đã tổ chức chúng tôi hết sức trân trọng. Tuy nhiên là trong cái tinh thần này thì cũng có cái đề nghị để tiếp tục được mong muốn hỗ trợ cho địa phương đối với các cái hộ khó khăn. Nhưng mà trước khi có những các cái chương trình này thì mong muốn là địa phương cũng được cũng biết để phối hợp và căn cứ để làm sao đó có cái điều phối các cái hộ khó khăn theo cái trình tự ưu tiên để được trước và nó không trùng ghép với các. Bây giờ là rất nhiều các cái cơ quan tổ chức cũng muốn hỗ trợ, nhưng mà không có cái điều phối thống nhất thì nhiều hộ thì lại có cái chồng chéo, tổ chức nào cũng muốn nhìn vào này, bởi vì ra là những người nhìn nhận càng khó thì ta càng muốn đầu tư càng muốn rút, mà ai cũng nhìn vào một cái hộ khác lại không có điều kiện để hỗ trợ, cũng mong muốn này. Lần nữa là xin được trân trọng cảm ơn và cảm ơn nhiều các đồng chí. Mong muốn gia đình thì có cái ngôi nhà này thì chúng ta tiếp tục phát huy cái thứ tư lấy cái này để làm động lực, lấy cái này động lực để chúng ta xây dựng gia đình nó phát triển hơn nhiều, cũng là một cái không phụ lòng của đối với cơ quan của mình. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn chủ tịch mặt trận và xã, thì cũng cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để bàn bạc ấy cần tác của tòa thông mục thanh hóa được thì cái sứ mạng của mình đó là đến với những người nghèo, những người bất hạnh ở trong xã hội, đặc biệt là gia đình của anh Hà Văn Thương ở đây. Xin cảm ơn ông Tân là người mà rất là vất vả, hy sinh, chạy ngược chạy xuôi để lo lắng mọi sự cho cái công việc thi công căn nhà này. Cảm ơn chị Thơm là người đưa tới chúng ta tâm đến gia đình này. Cảm ơn anh Ngô Đức Đạt và anh Nguyễn Văn Duy đã tặng bộ bàn ghế cũng như là giường chiếu cho gia đình và anh Hà Văn Thương. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã góp công góp sức để xây dựng những cái căn nhà tình thương này. Và bây giờ xin mời đại diện gia đình có đôi lời. Cảm ơn. Vâng, xin mời. Thì trọng thương hôm nay cũng vì cảm ơn các cha các sư các mạnh thường quân giúp đỡ cho cháu tôi thương có cái ngôi nhà, có bàn ghế, có giường, có chiếu, có bếp, có nhà tắm, nhà vệ sinh. Tôi thì cũng không biết nói gì hơn. Cảm ơn các mạnh thường quân và cảm ơn bác Tân, chạy ngược chạy xuôi và chị Thơm. Đây có cả chủ tịch xã và làng trưởng thôn đến tham dự. Rồi tôi thay mặt gia đình tôi cũng xin cảm ơn, tôi không biết nói gì hơn. Dạ, xin cảm ơn và cầu chúc cho gia đình tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc ở trong cái căn nhà này. Và đây là cũng là cái động lực để cho gia đình cố gắng để vươn lên nhé. Bây giờ mọi người, chính quyền địa phương cũng như là các nhân đã thường giúp đỡ cho gia đình có được cái cơ ngơi này rồi á, thì bây giờ mình yên tâm để rồi mình an khang, an cư lạc nghiệp trong căn nhà này. Và đây là cái động lực để mình vươn lên trong cuộc sống nhé. Từ nay vợ chồng chúc cho vợ chồng được khỏe mạnh để nuôi dạy cho con cái cũng như là làm ăn để mình lo cho cái mái ấm gia đình của mình mỗi ngày được hạnh phúc hơn. Và bây giờ chúng ta có một tràng pháo tay để cảm ơn, chúc mừng. Cảm ơn các cảm ơn các tổng mà ta hỗ trợ. Cảm ơn. Cảm ơn.